Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Trần Văn Cường nha. Tối hôm qua bạn chuyển khoản cho Ác hơi khuya, mà lúc đó Ác mãi thu rồi phát lên rồi dịch chuyển nữa. Thành ra là không để ý, sáng nay mới thấy. Cảm ơn Trần Văn Cường rất nhiều. Hôm nay có Dính Thành, có Tu Chân, có Phú Đề Gia, có Tiên Võ, có đầy đủ. Nhưng mà nói chung là phải rút bớt phế hoạch rồi đó. Tại vì một lúc bốn chuyện là 7-8 tiếng đó, là nhanh đó nha, là Ác cố gắng rồi đó, rút rút cấp đằng luôn đó. Chào thể phế vật tập 88. Là Phú Vinh nhìn chằm chằm khẩu trang của Lâm Minh, là nhìn thấy học sinh trên ngực anh, sau đó là lùng nó ra. Cậu chính là Mặc Tiểu Vũ sao? Mọi người xung quanh nghe thấy thế đều sửng sốt. Là mình cũng chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra sao. Gãi đầu, đúng, có chuyện gì sao? Nhưng Lâm Minh vừa dứt lời, La Phú Vinh bỗng nhiên túm lấy cổ áo anh, nhỏ giọng gầm lên. Nghe nói 2 ngày trước cậu ra ngoài hái thuốc định giở trò quỷ với chị Tây Nhu Thiến đúng không? Tây Nhu Thiến đó là ai vậy chứ? Lâm Minh không hiểu gì, ánh mắt nhìn La Phú Vinh đầy nghi hoặc. Người xung quanh đã ồ lên. Cái gì, có chuyện như vậy nữa sao? Trời ơi, Tiểu Vũ điên rồi sao? Đàn chị Tây Nhu Thiến xếp thứ 6 trong thập đại thiên tài đó, Mặc Tiểu Vũ là muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga sao? Dám theo đuổi cả đàn chị Tây Nhu Thiến sao? Không tè một bãi ra tự xem bản thân mình như thế nào, không biết trời cao đất dày mà. Đám người xung quanh cười khẩy, chế giễu, khinh bỉ. Nhưng đúng lúc này là Phú Vân đẩy mạnh Lâm Minh ra, mặt không cảm xúc. Tuy đàn chị Tây Nhu Thiến vẫn chưa phản ánh chuyện này lên trên, nhưng tôi không thể coi là chuyện này chưa từng xảy ra được. Tôi sẽ lập tức báo chuyện này với các giảng sư, cậu có chờ bị khai trừ đi. Nhưng nếu như trước đó không cho cậu một bài học thì tôi lại thấy khó chịu trong lòng. Chỉ có điều đánh cậu thì bẩn tay tôi. Hắn nói xong thì lùi lại một bước, sau đó mấy học sinh vóc dáng cao to bước từ sau lưng hắn ra, ai đấy siết chặt nắm đấm, cười khẩy tiến về phía Lâm Minh. Các cậu muốn làm gì? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Làm gì sao? Đánh con ta cho tôi! La Phú Vinh gào lớn. Mấy học sinh lập tức nhào về phía Lâm Minh. E rằng không một ai ngờ tới là La Phú Vinh đến đây là để tính sổ Mặc Tiểu Vũ. Điều khiến bọn họ bất ngờ hơn là tên Mặc Tiểu Vũ này lại dám ra tay với Tây Du Thiến. Tây Du Thiến là ai chứ? Đó là con cưng của trời, xếp thứ 6 trong bảng thiên tài đó, là nữ thần trong lòng biết bao nhiêu người. Mặc Tiểu Vũ điên rồi sao? Hay là cậu ta muốn đối đầu với tất cả đàn ông của kỳ dự phòng chứ? Loài phụ nữ như thế này thì chỉ có thể nhìn ngắm từ xa xa chứ không được khinh nhờn. Bọn đều không thể nào hiểu được, nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ vấn đề này. Những học sinh kia nhào về phía Lâm Minh như điên, từng nắm đấm to khỏe nhằm vào mặt Lâm Minh không chút khách sáo. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Sau mặt Lâm Minh trầm xuống, lùi lại mấy bước nhìn chằm chằm những người này. Anh vô định ra tay phản kích, nhưng nhìn thấy La Phú Vinh đứng bất động, ánh mắt gian xảo, đột nhiên anh ý thức được điều gì đó, liền chỉ tránh né chứ không chủ động ra tay. Tuy biết học sinh này nắm đấm to khỏe nhưng động tác vô cùng vụng về, mới nắm đấm đánh tới mà không chạm được vào người Lâm Minh một tí nào. Anh trơn như một con trặc vậy. Các cậu làm gì vậy chứ? Con mau đánh cậu ta tàn phế cho tôi. La Phú Vinh tức giận gầm lên. Mấy người kia còn rất nóng ruột, điên cuồng lao tới nhưng vẫn không cách nào chạm được vào người Lâm Minh. Tuy ngoài mặt Lâm Minh tỏ vẻ rất căng thẳng, rất chật vật, nhưng vẫn là phiến đá không dính thân, lượn giữa bọn họ nhanh như chớp, hỗn chiếp. La Phú Vinh đùng đùng nổi giận, lướt mắt nhìn đám học sinh ở hai bên. Tất cả các cậu xông lên cho tôi, lên đánh chết cậu ta cho tôi, nhanh lên đi. Các học sinh đang vây xem xung quanh liền sửng sốt. Có những người còn đang do dự, nhưng nhìn ánh mắt hung ác của La Phú Vinh, bọn họ không một ai dám đắc tội với hắn, chỉ thể nghiến răng xông tới. Thế nhưng không biết tên Mặc Tiểu Vũ này giảo hoạt tới mức nào, tuy bị mọi người bao vây mấy vòng vòng trong vòng ngoài mà vẫn không làm gì được cậu ta. Cậu ta linh hoạt đến mức khó thể tin. Những người quen biết với Mặc Tiểu Vũ đều thầm lấy làm lạ. Tên này làm sao thế nhỉ? Cậu ta trở nên nhanh nhẹn như vậy từ lúc nào chứ? Giỏi thật đó, bao nhiêu người mà không làm gì được anh ta. Lẽ nào tên này biết võ sao? Tiếng bàn tán không chích vang lên. Là Phú Vinh càng nhìn thấy sắc mặt càng lạnh lẽo, trong lòng càng sốt ruột hơn. Thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ trên cổ tay,
hình như đang chờ đợi điều gì đó. Đúng lúc này, một bóng dáng xuất hiện ở cửa, sau đó một giọng nói tức giận, nghiêm khắc vang lên: "Tất cả dừng tay cho tôi." Phòng tuyển thủ lập tức im bặt, ai nấy đều dừng tay lại, đồng loạt nhìn về phía cửa. Một người phụ nữ trung niên, đeo kính, vóc dáng hơi béo, đứng ở cửa. Bà ta ôm một chồng giáo án, khuôn mặt vàng vọt, ngập tràn sự giận dữ. Không biết người sau khi nhìn thấy bà ta đều biến sắc, sợ đến mức răng va vào nhau lập cập: là giảng sư Hoàng, mẹ ơi, sao cô ấy lại đến đây chứ? Đừng nói gì nữa. Đã học sinh vô cùng lo sợ, nhưng người này bước tới đều cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. Cho dù là những học sinh không phạm lỗi thì đứng trước cô giáo này cũng căng thẳng tới mức run rẩy bẩy. Người phụ nữ trung niên tên là Hoàng Thu Di, là quỷ kiến sầu trứ danh của kỳ dược phòng. Bà táo thành kiến rất nghiêm trọng. Đối với những học sinh thiên phú dị bẩm, thành tích xuất sắc thì thái độ rất hòa nhã. Nhưng đối với những người thiên phú bình thường thì không đánh thì chửi, không chút nương tay nào. Học sinh bình thường đều rất sợ bà ta. "Ô Hoàng, cô đến rồi." Là phụ huynh nặng đau một người bước tới nói: "Phụ huynh, cô được em mời tới kiểm tra tình hình của phòng tuyển thủ này. Chẳng phải em nói phòng này trật tự chỉnh tề, có thể bầu làm phòng tuyển thủ tiêu chuẩn sao? Sao lại đánh nhau loạn xạ đến thế này, còn ra hệ thống gì nữa chứ?" Giáo sư Hoàng quát lớn, sắc mặt vô cùng giận dữ. Mọi người xung quanh nghe thấy thế thì đều hiểu ra là mình cũng bình tĩnh, chắc hẳn đây là cái bẫy của Lam Phú Vinh. Giáo sư Hoàng do Lam Phú Vinh gọi tới, tức là hắn biết tổng bà ta sẽ đến, hắn biết bà ta sẽ đến, nhưng vẫn báo người xử lý Mặc Tiểu Vũ. Hắn muốn làm gì đây? Rõ ràng muốn chụp mũ đánh nhau ẩu đả cho Mặc Tiểu Vũ. Quy củ của kỳ dược phòng vô cùng nghiêm khắc, đánh nhau gây sự ở đây, nếu xác thực tội danh thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi kỳ dược phòng. Lam Phú Vinh thật là thâm độc, cho một bài học mà hắn nói chính là đuổi Mặc Tiểu Vũ ra khỏi kỳ dược phòng, đúng là quá độc ác. Không biết người nhìn về phía Lam Phú Vinh, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Còn Lam Phú Vinh cũng không khiến mọi người thất vọng. Hắn giơ tay lên chỉ về phía Lâm Minh: "Cô Hoàng, cô hãy phân xử đi. Mặc Tiểu Vũ này vô duyên vô cớ đánh các bạn học khác, cô phải làm chủ cho các bạn đánh nhau sao?" Cô Hoàng lập tức trừng mắt nhìn Lâm Minh, nói giật lôi đình: "Mặc Tiểu Vũ có chuyện này sao?" "Đương nhiên là không." Lam Phú Vinh nói dối. Lâm Minh thẳng thừng đáp lại: "Khốn kiếp, giáo sư Hoàng ở đây mà còn dám anh nói lung tung sao?" Lam Phú Vinh ngoạc miệng chửi bới, rồi đó nói với các học sinh xung quanh: "Các bạn học, vừa rồi các bạn có phải là nhìn thấy Mặc Tiểu Vũ đánh đạp lưu kiều như phát điên hay không?" "Đúng vậy." Các học sinh đồng loạt thẳng trả lời. "Cô Hoàng, cô phải làm chủ cho bọn em. Từng phạt thằng xuất sinh Mặc Tiểu Vũ này, lúc đầu cô ta đánh lưu kiều em nhảy một tan thì cô ta đánh cả em. Cô Hoàng, Mặc Tiểu Vũ bị điên rồi, tâm thể tinh thần cậu ta không được bình thường đó. Dưới là một tên điên như vậy ở kỳ phòng, chắc chắn chúng ta sẽ gặp tai họa đó. Nếu cậu ta xuất hiện ở cuộc thi lần này thì e là sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Đúng vậy, phải khống chế cậu ta lại. Đúng, phải khống chế lại." Những học sinh tự xưng là mẹ đánh kia ai đấy đều hầm hực hét lên, thậm chí có người còn sẵn cái áo cởi áo khoác ngoài ra để lộ vết bầm giữa lớp quần áo. Là mình sửng sốt, anh không hề động vào bọn họ, tại sao trên người bọn họ có vết thương chứ? Lẽ nào để hãm hại anh mà là Phú Vinh tự gây vết thương từ trước sao? Lâm Minh vô cùng ngạc nhiên. Còn Thiên Mạch đang đứng ở góc cửa yên lặng chứng kiến anh này. Lâm Minh, để xem lần này anh ứng phó với mọi chuyện như thế nào. Thiên Mạch lẩm bẩm. Giáo sư Hoàng bước tới mấy bước kiểm tra qua loa vết thương của mấy người lưu kiều, sau đó nói giận quay phát lại trừng mắt nhìn Lâm Minh: "Mặc Tiểu Vũ, cậu còn gì để nói hay không? Cậu cứ chờ đó mà bị đuổi ổ đi." Bà ta gần như là gào lên: "Cô Hoàng, những cái này không phải là cho em đánh, em chỉ đọc vào bọn họ một tí nào cả." Lâm Minh bình tĩnh nói: Cậu còn cãi sao? Lẽ nào là bọn họ tự gây ra sao?" Cô Hoàng cũng tức giận, nhưng Lâm Minh chẳng chút hoảng hốt đáp lại: "Nếu không tin thì hãy giám định thương tật đi." "Giám định thương tật sao?" Lâm Minh vừa dứt lời, tất cả học sinh đều nổi dồn ánh mắt nhìn Lam Phú Vinh. Do tầm ảnh hưởng của Lam Phú Vinh nên mà họ đều nghiêng về phía hắn. Nhưng nếu Lam Minh yêu cầu giám thị thương tật thì chẳng phải là mọi chuyện sẽ bại lộ sao?
Dù sao những người ở đây đều biết về đông y, muốn kiểm tra giám định thời gian gây ra vết thương thì không mất quá nhiều công sức. Bò đều đang xem quá trình phát triển sự việc. Mặc Tiểu Vũ có đánh đám người Lưu Kiều bị thương hay không, e rằng chỉ có giáo sư Hoàng không biết chân tướng. Mọi người đều không biết Lam Phú Vinh định ứng phó thế nào. Lúc này Lưu Kiều to tiếng nói: giám định thương thật sao? Được, không thì cậu lại bảo chúng tôi vu oan cho cậu. Cây hay không sợ chết đứng, dám thì đi. Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn vẻ mặt của họ, không có gì là sợ hãi, hiển nhiên đám Lưu Kiều là có chuẩn bị. Không phải thôi, chuyện giám định thương tật này sao mà họ có thể không đề phòng chứ? Là Phú Vinh không thể phải là đồ ngốc, sao lại lỗ mãng gây ra chuyện như vậy được chứ? Tất cả mọi người đều hiểu ra, giám định thương tật vốn là cho người có phần bảo vệ giải quyết, nhưng nếu họ không phục thì tôi sẽ báo bọn họ giám định ngay tại đây. Nhìn chứng vật chứng đầy đủ, tôi nghi cầu cũng chẳng cãi được đâu. Mặc Tiểu Vũ, tôi đã không biết, chỉ cần mọi chuyện được xác thực thì họ nhanh chóng cút khỏi kỳ dược phòng cho tôi. Cả nơi này không được phép đặt chân vào đây nữa, rõ chưa? Giáo sư Hoàng nói giật đùng đùng, khuôn mặt đầy thịt vô cùng dữ tợn. Sắc mặt Lâm Minh vẫn rất bình tĩnh, không có gì ra vẻ lo lắng cả. Nào, bắt đầu luôn đi, Mặc Tiểu Vũ, đồ khốn kiếp này, để xem đánh được hậu còn nguyên bị thế nào. Lã Phú Vinh trợn mắt hét lên với Lâm Minh: ai dám định? Giáo sư Hoàng cười lạnh nói ra: việc này hầu hết các học sinh đều biết làm. Ha, hay là cậu đi, nhớ cậu là con tin. Lưu Cường liếc mắt nhìn Lâm Minh hừ một tiếng: cậu ta dám sao? Và thế cứ chọn một người trong số các đàn anh, các đàn chị ở đây ra mặt giúp đỡ đi. Một học sinh nói ra: không, để cậu ta tự chọn đi. Lã Phú Vinh bước tới, mỉm cười nói với Lâm Minh: nhớ cậu ta lại nói chúng ta nhờ vả, cho cậu ta tự chọn, cậu ta yên ai thì chọn người đó là giám định giúp. Mặc Tiểu Vũ, cậu thấy sao? Có lý. Lâm Minh gật đầu: vậy cậu chọn ai? Tôi chọn anh có tiền không? Lâm Minh nói thẳng. Anh vừa chết đời, tất cả mọi người đều nín thở. Lã Phú Vinh cũng sửng sốt nhìn Lâm Minh với ánh mắt không thể tin nổi, cứ tưởng là mình đã nghe nhầm. Cậu nói cái gì? Cậu bắt ai giám định cơ? Lưu Cờ ở bên cạnh đờ người ra hỏi ra: tôi bảo để Lã Phú Vinh giám định thương tịch giúp tôi, không biết đàn anh Lan tất tình không? Lâm Minh mặt không cảm xúc nói ra: nghe ai nói như vậy, ai đấy đều cảm thấy đầu óc mình ong ong lên. Sao lại như vậy được chứ? Chuyện này đã vô cùng rõ ràng, chính là Lã Phú Vinh hãm hại Mặc Tiểu Vũ. Sao Mặc Tiểu Vũ lại bảo Lã Phú Vinh giám định thương tịch chứ? Đầu óc anh ta có vấn đề gì sao? Ai đấy đều nhìn Mặc Tiểu Vũ với vẻ mặt khó hiểu. Lâm Minh tháo khẩu trang ra nhìn Lã Phú Vinh: sao thế? Nếu đàn anh ta không tiện thì thôi vậy. Tiện chứ, sao không tiện? Lã Phú Vinh hoàn hồn đến lại tức giận nói: nếu cậu muốn tôi giám định thì thề để tôi, nhưng mong lát nữa tôi giám định có kết quả cậu được có phủi bỏ. Sao có thể chứ? Kế thuật của đàn anh la ai nấy đều biết, sao có thể phản đối được chứ? Lâm Minh cười nhận nó ra: được, vậy thì cho tôi. Tuy Lã Phú Vinh cảm thấy hoài nghi trong lòng, không biết tên Mặc Tiểu Vũ này đang giở trò gì, nhưng tên đã lên dây không thể không bắn, nên vì đồng ý bước về phía mấy người Lục Kiều dưới sự chú ý của mọi người. Các bước giám định thương tật rất đơn giản, nhưng không chỉ đơn giản là giám định mà Lã Phú Vinh còn phải trình kết quả thương tích cho mọi người xem. Chỉ thấy Lã Phú Vinh cầm dụng cụ bên người bên cạnh đưa cho, xoa rượu vào trong tay, lau chùi miệng vết thương của đám người Lục Kiều một lúc, sau đó đắp lên một miếng vải đặc biệt. Miếng vải kia đã qua xử lý, được tẩm ngâm các loại dung dịch thuốc, đắp miếng vải này lên thì vết thương của bọn họ sẽ có được thay đổi. Một lát sau, hắn gỡ miếng vải ra thì thấy vết bầm của những kia trở nên nhạt đi rất nhiều. Nhìn thấy sự thay đổi này, mọi người đều ồ lên: cô Hoàng, cô xem đi. Lã Phú Vinh mỉm cười nói về giảng sư Hoàng. Giảng sư Hoàng bước tới mấy bước, liếc nhìn mấy vết thương kia, sau đó là lùng quát đến: vết thương tím bầm, màu đậm không tan, điều này cho thấy bọn họ bị những vết thương này trong 10 phút gần đây. Mà Tiểu Vũ, cậu còn gì để nói hay không? Bây giờ tất cả đã rành rành trước mắt, cậu còn muốn nguy biệt kiểu gì ra đây? Nhìn chứng vật chứng đều đủ, Mà Tiểu Vũ thừa nhận đi. Phải đó, thừa nhận đi. Lời cảnh báo như cậu hãy cút ra khỏi kỳ dược phòng của chúng tôi đi, cút khỏi kỳ dược phòng. Các học sinh xung quanh phẫn nộ hét lên, ai nấy đều tức giận nhìn chằm chằm Lâm Minh, cứ như anh đã gây ra tội ác tày trời. Lã Phú Vinh cười khẩy, dáng vẻ nắm chắc thần thắng trong tay. Khi mặt đang đứng ở cửa cũng nhìn Lâm Minh chằm chằm, muốn biết anh tiếp theo sẽ làm như thế nào.
Nếu bị đuổi khỏi Kỳ Diệt Phòng thì anh cũng không thể có được Hà Linh Hoa. Nhưng chuyện đến nước này thì không còn gì để phản hồi được nữa. Anh sẽ làm thế nào đây, Thành Điểm Lâm? Thiên Mạch thầm nghĩ. Nhưng đúng lúc này Lâm Bình thở dài, bước về phía đám người Lưu Kiều. Sao nào, cậu còn muốn đích thân giám định sao? Lan Phú Vinh cười khẩy. Khỏi đi, nếu đàn anh La đã giám định rồi thì cũng không cần tôi phải làm lại nữa. Lâm Bình lắc đầu. Phải không, phục rồi chứ gì? Người đâu, đưa cậu ta đi. Tên trừng trị thế nào thì trừng trị như thế đó. Tất cả làm theo quy củ. Giá Thiên Hoàng phát lớn rồi phát tay. Vâng, cô. Các học sinh đứa hai bên lập tức xuống đài để bắt lấy Lâm Bình. Khoan đã. Đúng lúc này Lâm Bình bỗng quát lớn. Sao nào, cậu còn muốn ngụy biện sao? Giá Thiên Hoàng đã mất kiên nhẫn. Không phải là ngụy biện, em chỉ muốn hỏi cô Hoàng một câu. Lâm Bình đã ra. Hỏi gì? Một học sinh nói dối trước mặt mấy trăm người của Kỳ Diệt Phòng, lừa dối giảng sư, hãm hại một học sinh vô tội, đồng thời trêu đùa tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Người như vậy thì Kỳ Diệt Phòng chúng ta sẽ trừng phạt như thế nào? Lâm Bình hỏi rằng, anh vừa giúp đời tất cả mọi người để giật thoát trong lòng. Đám Lan Phú Vinh thầm run sợ, nhíu mày nhìn Lâm Bình. Cậu hỏi cái này là cái gì chứ? Giảng sư Hoàng cũng nhìn thấy anh đầy khó hiểu. Bởi vì có người lừa cô, hãm hại em, xí nhục trí tuệ của tất cả học sinh đang có mặt ở đây. Lâm Bình bình tĩnh nói, ai? Giáo sư Hoàng gần như là vô thức hỏi ra, là Phú Vinh. Lâm Bình kiếp bách thốt ra ba chữ. Anh vừa dứt lời tất cả phòng tuyển thủ lập tức im bặt. Ai đến trố mắt ngây ra nhìn Lâm Bình đỏ óc trống rỗng. Là Phú Vinh cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói với giáo sư Hoàng. Cô đã thấy chưa, tên mặt tiểu vũ này quá thật đầu óc không được bình thường. Bây giờ nhân chứng vật chứng đủ cả. Các cậu, mà cậu ta vẫn còn nói hưu nói vượt được. Em đề nghị đuổi ngay cậu ta ra khỏi Kỳ Diệt Phòng. Nếu có để cậu ta ở đây gây ra chuyện thị phi thì hỏng bét. Em nói đúng. Giáo sư Hoàng gật đầu, sau đó phất tay nói ra, lôi mặt tiểu vũ đi. Vâng cô. Các học sinh đáp lại. Cô Hoàng, em có chứng cứ chứng minh mọi chuyện đều là quỷ kế của Lan Phú Vinh. Tất cả để được cậu ta hãm hại em, cô không muốn nghe sao? Lâm Minh bình tĩnh nói. Lan Phú Vinh tái mặt hừ một tiếng. Mặt tiểu vũ, cậu vẫn còn lên cơn điên ở đây là sao? Mau đưa cậu ta đi, đưa đi, đừng nghe cậu ta nói vớ vẩn nữa, nhanh lên. Lan Phú Vinh kêu lên có vẻ vô cùng nóng ruột. Hắn không biết là mình có chứng cứ gì để chứng minh những chuyện này, nhưng chỉ dù chỉ là hù dọa thì hắn không thể để anh được như ý. Giáng sư Hoàng có chút lúng túng. Án bắt bà ta dao động, sau đó là đụng nói ra. Đã đến nước này rồi mà cậu còn muốn lãng phí thời gian của tôi sao? Cuộc thi giám dược bắt đầu rồi, tôi không rảnh nhiều lời với cậu đâu. Bà ta nói xong đang định rời đi. Bà ta mà đi thì mọi chuyện coi như hết được cứu vãn. Nhưng rõ ràng bà ta đứng về phía Lan Phú Vinh nên cũng không định cho Lâm Minh cơ hội phản bác. Lâm Minh vẫn không hề hoảng hốt, anh bình tĩnh nói ra. Cô Hoàng, cô không phân rõ thì phi trắng đen đã xử phạt em một cách qua loa như vậy. Em thì không sao, nhưng các bạn học khác sẽ nghĩ thế nào? Ở đây đang có mấy trăm đôi mắt nhìn vào đó. Cho dù hôm nay bọn họ không đứng về phía em, nhưng ngày nào đó chuyện này đồn ra ngoài, người đời biết đến chuyện này, cô có dám nói bọn họ rằng chuyện hôm nay được cô xử lý công bằng, không thể biết lòng hay không? Danh dự của cô e là khó giữ được đó. Anh vừa dứt lời, giáo sư Hoàng tiền tái mặt. Cô Hoàng, cô đừng nghe cậu ta nói bậy. Hôm nay cô công bằng vô tư và em được chứng kiến tận mắt. Lan Phú Vinh vừa gần nói ra, cậu có chứng cứ gì thì mang ra cho mọi người xem đi. Giáo sư Hoàng phớt lờ Lan Phú Vinh. Cô Hoàng, Lan Phú Vinh cuốn lên nhưng vô ích. Giáo sư Hoàng quan trọng danh dự, cố hiểu rằng một khi mình bỏ đi thì sẽ khiến mọi người nghĩ rằng bà ta đột chột già. Vậy nên bà ta đặt phải ở lại. Lâm Bình cũng không khách sáo, thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra, lắc lư trước mặt mọi người. Điện thoại ai đấy đều run rẩy. Thật ra khi Lan Phú Vinh muốn động đến đêm, em đã đến lúc dùng điện thoại quay lại cả quá trình. Lan Phú Vinh, cô Hoàng, hiện giờ trong điện thoại em có toàn bộ sự việc xảy ra. Từ đầu đến cuối em chưa từng chạm vào đám Lưu Kiều, mà ngược lại đám Lưu Kiều còn đề mặt tấn công em, đánh đen. Em mới là người bị hại thật sự. Lan Bình giấu chừng nói ra, cái gì? Tất cả mọi người đều ồ lên, ai nấy đều chấn động bởi lời nói của Lan Bình. Lan Phú Vinh, cậu nói vết thương trên người đám Lưu Kiều được gây ra từ 10 phút trước đúng không? Vừa khéo lúc cậu giám định vết thương, tôi cũng quay lại một video. Kết hợp với video này có thể đoán được trên định thời gian. Nhưng theo video trước đó thì
thì 10 phút trước không một ai động đến đám đua kiều cả. Thế nên có thể dễ dàng chứng minh các cậu đang nói dối, là vô hình cậu nói dối. Sắc mặt là vô hình trắng bệch, đám đua kiều không hoàn toàn run rẩy. Mọi người xung quanh xôn xao, ai mà ngờ được tên mặt tiểu vũ này đã lưu đoạn như vậy chứ. Rất là cậu ta quay lại video trước đó, nhưng cậu ta quay kiểu gì đây? Bò trợn tròn hai mắt không ngờ là mình còn có hậu chiêu. Nói dối, cậu anh nói văn đường, nói hùng nói vượt. Cậu đó cậu quay video, sao chúng tôi không nhìn thấy chứ? Nếu là thật thì cậu hãy mở video ra đi. Lạc Phu Huynh nghiến răng, lời tiếng hét lên. Cậu muốn mở thật sao? Lâm Minh mặt không cảm xúc cầm điện thoại. Nếu tôi mở thật thì Lạc Phu Huynh, cậu sẽ thân bại danh hiệp đó. Tôi không sợ. Hai mắt Lạc Phu Huynh đỏ ngầu. Hắn còn tìm trong tình huống như vậy mà Lâm Minh vẫn có thể quay video được. Cho dù quay được thì chắc chắn là mờ ảo, không rõ, không đủ chứng minh điều gì cả. Chắc chắn là cậu ta đang hù dọa mình thôi. Tưởng tôi sợ không sao, chắc chắn cậu không có video, chắc chắn là không có. Lạc Phu Huynh trừng mắt nhìn Lâm Minh, trong lòng không ngừng tự ám thị mình. Cũng được, nếu cậu đã không sợ thì tôi sẽ không khai mở video này ngay tại đây. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến danh dự của tôi. Tôi phải tự chứng minh sự trong sạch của mình. Thưa quý vị, sau khi tôi mở video này đây, hy vọng mọi người có thể làm chứng, báo cáo chuyện này lên trên. Nhất định phải khiến hàng người bị ổi như Lạc Phu Huynh không thể ở lại kỳ diệt phòng. Loại cảnh báo này chỉ có phá hoại không khí và lợi ích của kỳ diệt phòng chúng ta thôi. Là mình anh nói được mà. Nói xong liền chế điện thoại trong tay lên, đồng thời tay ngó tay bấm vào màn hình. Chẳng mấy chốc trên điện thoại xuất hiện một tệp video. Tôi mở ra nha. Là mình giơ tay lên, di chuyển từng chút một về phía nút mở tiệp. Vô số cặp mắt đổ dồn về phía đó. Hiện giờ cho dù là Thiên Mạch cũng biến thở gì chậm chậm mà hình điện thoại không dám chớp mắt một cái nào. Lâm Minh cũng không sót ruột, chậm rãi đưa tay về phía đó. Chỉ thấy ngón tay anh lại gần nút mở điêu từng chút một, chuẩn bị chạm vào. Đúng lúc ngàn gần trên sợi tóc này, dừng tay. Một tiếng hét vang lên. Sau đó một bóng dáng nhanh chân bước tới, dẫn đến điện thoại của Lâm Minh. Người đó chính là giảng sư Hoàng. Bà ấy lấy được điện thoại, không thèm xem mà bấm xóa luôn video kia. Một loạt hành động khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Cô Hoàng, cô, tại sao cô lại hủy chứng cứ của em? Lâm Minh tỏ vẻ kinh ngạc. Chuyện này kết thúc tại đây. Giảng sư Hoàng ném trả điện thoại cho Lâm Minh, sát mặt âm trầm nói. Ai nấy ngạc nhiên. Vô số phản bác từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía giảng sư Hoàng. Lâm Minh thầm cười trong lòng. Xem ra giảng sư Hoàng vẫn quan tâm đến Lâm Minh. Dù sao cũng là một trong thập đại thiên tài, đến đây Lâm Minh mở video thật thì coi như hết đường cứu vãn. Nhưng giảng sư Hoàng làm việc quá ẩu thả. Mà ta cũng chế xóa video gì vậy? Đây chẳng phải là lại ông tôi ở bụi này hay sao? Nhưng Lâm Minh không được cứ thế mà bỏ qua. Cô Hoàng, cô là phải đặt ý gì? Tại sao cô lại xóa chứng cứ? Em phải tố cáo chuyện này lên trên. Lâm Minh tỏ tiếng. Mặt tiểu vũ, cậu muốn gì? Sắc mặt giảng sư Hoàng rất khó coi, trầm giọng hỏi. Em muốn đám Lạc Phu Huynh đích thân lại đây xin lỗi em thì chuyện này mới coi như là xong. Nếu không em sẽ truy cứu đến cùng, dù sao video xóa rồi vẫn có thể khôi phục được. Lời mình bình thản đáp. Xin lỗi sao? Những người có mặt để kinh ngạc, sao có thể được chứ? Dù sao Lạc Phu Huynh cũng là một trong thập đại thiên tài, là trụ cột trong tương lai của kỳ diệt phòng, là một trong số các đại diện của kỳ diệt phòng. Nếu hắn tùy tiện xin lỗi người khác thì kỳ diệt phòng cũng mất hết thể diện. Hơn nữa, chuyện này sẽ gây ảnh hưởng thế nào đối với một thiên tài chứ? Giảng sư Hoàng khách tiếp là những học sinh tư chất bình thường, còn đối với những người thiên phú dị bẩm thì vô cùng quý trọng. Nếu thật sự để Lạc Phu Huynh xin lỗi Mạc Tiểu Vũ thì chẳng phải là sẽ hủy hoại hắn hay sao? Cậu nói cái gì? Mạc Tiểu Vũ, cậu dám bắt tôi xin lỗi sao? Cậu biết cậu là cái thái gì hả? Cậu không tè ra một bãi rồi từ xoay mặt mình xem sao? Cậu sống sao? Lạc Phu Huynh nổi giận lôi đình, chỉ ra bà mặt Lâm Minh chửi bới ầm ĩ. Phải đó, bà Tiểu Vũ, cậu đừng có bật được voi đòi tiên. Đây vốn dĩ không phải là chuyện gì lớn, cậu cần gì phải làm căng như vậy chứ? Mà Tiểu Vũ, như thế thôi là được rồi, thấy tốt thì lấy đi. Nếu còn tiếp tục ồn ào thì cậu cũng chẳng được lợi gì đâu. Đám người ở bên cạnh nhao nhao lên tiếng, ánh mắt nhìn vào mặt Tiểu Vũ càng lúc càng lạnh lùng. Giải sư Hoàng cũng như vậy, bà ta hít sâu một hơi. Nhìn Lâm Minh khàn giọng nói ra. Mặt Tiểu Vũ, tôi đã nói rồi, chuyện này kết thúc tại đây, cậu đừng truy cứu nữa. Nếu còn tiếp tục gây rối thì đừng trách tôi không khách sáo.
thái độ và lập trường của giáo sư Hoàng đã rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Đám người xung quanh thầm cười khẩy, nhất là Lan Phú Huynh. Hắn đứng nhìn Lan Minh cười thầm. Dù sắc cậu cũng chỉ là một kẻ có tư chất bình thường, được nói là giảng sư Hoàng sẽ không giúp cậu, mà tất cả các bạn học ở đây cũng sẽ không giúp cậu, bởi vì họ biết ai là người có tiền đồ hơn, ai sau này sẽ có chỗ đứng cao hơn. Mà Tiêm Vũ, cậu đừng tưởng cậu có video thì muốn làm gì thì làm. Tôi hoàn toàn có thể nói video của cậu chỉ là các sinh viên treo đùa với nhau, để vốn dĩ không phải là chuyện gì lớn. Tôi muốn dập là sẽ dập được, cậu hiểu chưa? Giáo sư Hoàng lại đừng nói ra. Lâm Minh mặt không cảm xúc nhìn giáo sư Hoàng, hít một hơi thật sâu, không nói gì. Được rồi, cuộc thi giáng dược sắp bắt đầu, tất cả chuẩn bị đi, đừng gây sự nữa. Nếu còn ở đây xảy ra chuyện gì thì mỗi người ở đây hãy chờ chịu phạt đi. Giáo sư Hoàng hừ một tiếng rồi xoay người rời khỏi phòng tuyển thủ. Bà ta vừa đi, mọi người mới coi là yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Lâm Minh cũng như vậy, nhưng hiển nhiên bọn họ vẫn rất tức giận. Ai lấy đều trừng mắt nhìn Lâm Minh với mặt tức tối và lạnh lẽo. Xem ra tên Hoàng Yếu muốn này không muốn ở lại thì dự phòng đây mà. Anh La, tìm thời gian chơi cô ta một phen nữa đi. Mấy người nhỏ giọng nói ra,